Với mong muốn tổ chức cho thiếu nhi được vui chơi đón Tết Trung Thu trong không khí tưng bừng, bổ ích, ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân huyện Kiến Thụy tổ chức chương trình vui Tết Trung Thu và liên hoan các câu lạc bộ Lân Sư Rồng huyện Kiến Thụy lần thứ nhất năm 2019. Được trân trọng giới thiệu và kính mời cô Phạm Thị Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện lên trao cờ lưu niệm cho các đội. Xin được trân trọng kính mời cô.
Thank you.
Rồng xá Hữu Bằng đã biểu diễn xong tiết mục bài thi tự chọn của mình. Thank you.
Kính thưa quý vị thân mến, tiết mục biểu diễn lân leo cột là tiết mục thể hiện động tác với rất nhiều những động tác khó và phức tạp, đòi hỏi những người nghệ nhân của câu lạc bộ muốn lân phải có thời gian luyện tập vô cùng khổ công. Và xin quý vị chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay lớn hơn nữa động viên tinh thần cho chú lân của chúng ta. Thank you.
Thank you.
Thank you.